con đó, bữa kia đó có con nó đủ mồi rồi này, một cặp luôn đủ. Rồi đến cái mũi ghe rồi, lúc giờ nó rút rồi, cá ra cá ra từ đảo gọi về đất liền. Alo, nghe không? À, đi về từ giờ sớm chạy chờ nấu mua đồ nấu lẩu chua nhá, lẩu chua nhá, đang ăn cá quá trời luôn nhá. Phối hợp với nhau phải là hai chiếc ghe, một chiếc gian lưới, còn một chiếc này ha, quyền à, dính đá tiếp. Ba người, một người gỡ lưới, một người chèo, một người nhảy xuống gỡ đá. Rồi đá quá trời kìa, đá kìa, đen ở dưới nước luôn chứ bộ. Đừng ký 2 ký chứ anh.
À, lưới ở đây là mình thả xuống dưới, mình bổ xong rồi mình kéo lên một lần để trên ghe rồi mình bắt đầu gỡ luôn một lần nha. Ồ cá đó cá gì bự anh ấy? Ôi nè, đẹp ghê không? Nè, quá đã luôn bà con ơi. Ê, con này cũng mấy lạng hết chứ bộ. Đây con nữa nè. Cá đó hồi nữa mình về mình làm món gì? Nó ngót hả? Nó chua. Chua. Có điện mà bây giờ về điện. Bây giờ sớm mà đưa điện trong nhà. Không. Hả? Điện về nhà cho điện thoại. Từ đảo gọi về đất liền. Alo. Sao? À đi về từ giờ sớm chạy chờ nấu mua đồ nấu lẩu chua nhá. Lẩu chua nhá, đánh cá hết rồi luôn nhá. Rồi ok. Đâu con chán con thịt đâu này. Cứ một hớp được một con ngon như bánh trứng, đồ hành ngon nữa hả? À mua hành. Hành nướng. Ê con thịt mà này. Thịt con cứ một hớp bia là mình làm ăn một con. Lý á, một lon bia được con à. À, mua 5 ngàn hành nữa. Bên này có mớ xá sùng nè. Có hành nữa anh. Không. Dưới cái thùng mà. Có hành nó chửi mà. Không. Ê, em con cá đó cá gì vậy? Cá lâu. Ờ, nó giống cá lùm kìm quá ha. Rồi. Trả đi. Con cá này nó giống cá nóc quá không? Cá bò hộp. Nhưng mà nó vuông ha, cạnh nó vuông à. Đi rồi, đi. Ôi, nó chạy đi, nó lội đi lẹ ghê. Phóng sinh. Trong này, cái chân vịt đó, nó quay mình thấy rõ ghê ha. Quýnh mẹ nữa hả? Ok, hồi sáng thì mình đi rất sớm 3 giờ rưỡi. Mình đi lúc đó mặt trời chưa lên, bây giờ mình đi ra ngoài đó mình giăng lưới đánh bắt rồi. Bây giờ trưa rồi, trưa nắng quá mọi người ơi. Bây giờ mình vô bờ lại nha. Nước bây giờ nó cạn rồi, nó cạn dần rồi, bây giờ tìm cái chỗ đậu ở ngoài này rồi mình lội bộ vô trong nha. Ôi, trải nghiệm một buổi sáng rất là thú vị luôn. Nắng quá trời mọi người ạ, cháy da hết rồi. Nên bây giờ mình kéo cái xuồng cho nó vô gần ở trong tí xíu rồi mình là bước xuống mình đi vô bờ nha. Giờ nước cũng còn tới đầu gối. Ok mọi người, sau nửa ngày anh em mình trải nghiệm ở trên biển đi ra đánh bắt cá thì bây giờ cũng trưa rồi. Bây giờ cái mẻ lưới cuối cùng nè, cuốn rồi quải về nhà gỡ nha, nắng quá trời. Đó, cá nó dính lòng thòng trong này luôn nè. Cũng cái mẻ này cũng bằng hồi nãy của em. Đó, cá dồ quá đâu, chiều nay là làm cái lẩu chua nhậu.